Đây chính là cái key mà các bạn được Google Maps cấp để sử dụng. Xin chào anh chị và các bạn ạ. Thì chủ đề của video lần này đó chính là hướng dẫn mọi người cách để lấy API key từ Google Maps. Thì như mọi người đang thấy trên màn hình lúc này, đây là một bản đồ mà mình đã có nhúng API key mà mình đã khởi tạo trước đấy lên trên trang web. Thì định nghĩa về API key á, API key thì chính là một cái mã định danh để mà sử dụng để mà xác thực cho những cái request, những cái yêu cầu mà có liên kết đến project của các bạn để phục vụ cho cái mục đích là sử dụng này, cũng như là thanh toán của Google Maps. Thì trước tiên á, mọi người tìm kiếm giúp mình với cái keyword là Google Maps API. Sau đấy là điều hướng giúp mình đến cái trang console của Google Maps. Đây, sau đấy nhấn bắt đầu. Các bạn đợi để cho cái trang web của mình loading nhanh nha. Thì hiện tại ở đây là mình đang có một cái project duy nhất, là trước đấy là mình đã, đây là một project mặc định của Google. Thì sau đây mình sẽ tạo ra một cái project mới, nó có tên là demo. Mình sẽ nhấn create. Thì bên góc phải lúc này các bạn cứ để cho Google sinh ra những cái service cũng như là tạo ra cái project cho mình nha. Đây. Tiếp theo đấy là ở trên góc bên trái, các bạn để ý giúp mình là phải lựa chọn vào cái project mà mình vừa mới khởi tạo, nó có tên là demo. Đây. Lúc này thì Google có tạo ra cho mình, có sinh ra cho mình một cái API key. Tuy nhiên á, là cái API này chưa sử dụng được đâu nha các bạn. Mình cần phải có thêm một số cái thao tác nữa. Thì ở đây có hai cái mục đó các bạn cần tích lên giúp mình. Mục đầu tiên á, đó chính là cho phép tất cả các API của Google Maps được sử dụng trong cái dự án này. Cái thứ hai á, đó chính là thông báo, gửi cái thông báo đến cho mình khi để mà nắm bắt cái tình hình về cái chi tiêu này, cũng như là thông báo cho mình biết được khi nào á, là cái dự án của mình á, nó vượt quá 200 đô trong cái tài khoản tín dụng mà Google đã cấp free cho chúng ta. Các bạn bật lên nha. Sau đấy là các bạn đi đến mục Google Maps Platform giúp mình. Ở cái mục này thì các bạn có thể nhấn Maybe Later, thì lát nữa là mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Tiếp theo đó các bạn truy cập giúp mình vào cái mục là API. Thì sở dĩ ở đây á là mình đã truy cập được thẳng vào trong cái giao diện này là bởi vì trước đấy là mình đã có liên kết cái tài khoản này, cái project này với một cái tài khoản thanh toán. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để mà liên kết cái tài khoản đó trước khi mà các bạn nhấn vào mục API này nha. Nếu như mà chưa liên kết á, thì nó sẽ hỏi mình là để liên kết tài khoản. Tuy nhiên là lần này là mình đã liên kết rồi, cho nên nó đã đưa hướng thẳng đến cái giao diện này luôn. Thì các bạn nhấn vào giúp mình cái mục ba gạch này. Sau đấy các bạn giúp chọn giúp mình là billing. Đây. Các bạn nhấn payment overview rồi chọn account management để mà quản lý cái tài khoản. Thì ở đây các bạn thấy này, cái project của mình á, nó đã lựa chọn cái tài khoản có tên là My Billing Account của mình trước đó mà mình đã tạo ra. Đây, các bạn nhấn vào mục quản lý cái tài khoản của mình. Thì ở đây á, hiện tại đang có một cái tài khoản duy nhất là tài khoản thanh toán quốc tế.
Thì giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo mới nha. Nhấn Create. Thì có một cái vấn đề ở trong cái việc liên kết với tài khoản thanh toán quốc tế, đó chính là các bạn đọc giúp một mình cái mục này. Đó chính là Việt Nam là một trong những cái quốc gia mà bị Google Maps API chặn. Cho nên á, có một cái mẹo là khi các bạn thêm cái tài khoản thanh toán quốc tế á, thì các bạn nên né những cái quốc gia này ra giúp mình nha. Và các bạn có thể thêm một cái quốc gia khác, lựa chọn một quốc gia khác. Giả sử như bây giờ mình sẽ chọn của Mỹ nha. Mình sẽ có tên, cái tài khoản của mình lúc này nó sẽ có tên là My Billing Account 1 nha các bạn. Ở đây á thì thường nó sẽ hỏi mình cái lựa chọn để mà cái tài khoản này là một cái tài khoản của độc lập hay là một tài khoản thuộc về doanh nghiệp, thì các bạn có thể lựa chọn nha. Ở đây thì mình trước đấy mình đã chọn đây là tài khoản của doanh nghiệp đó các bạn. Ở đây thì là những cái thông tin cá nhân, các bạn có thể nhập vào đây là thẻ Visa, những cái thẻ mà thanh toán quốc tế hợp lệ như các bạn. Những cái thông tin cá nhân này thì các bạn thực hiện nhập giúp mình. Ở đây mình chỉ ví dụ cho các bạn là cái mục địa chỉ thôi. Thì khi nãy mình đã có lựa chọn là cái đất nước Mỹ nha, cho nên là ở đây mình sẽ lựa chọn cái tiểu bang của Mỹ, chẳng hạn như là Louisiana nha, với cái thành phố là thành phố Baton Rouge. Tên đường á, thì các bạn có thể search Google, có thể tìm kiếm trên Google để mà có cho khớp với lại tiểu bang cũng như là thành phố này của quốc gia Mỹ. Sau đấy là về zip code thì các bạn có thể tìm kiếm trên mạng đi, chẳng hạn như Louisiana, Moscow. Đây các bạn, thì nó ra cái mã như thế này, thì các bạn có thể copy và dán vào. Sau đấy là các bạn điền giúp mình những cái mục bắt buộc này và thực hiện nhấn submit. Đấy. Thì lúc này là các bạn chỉ đợi để cho Google nó duyệt qua. Thì đó chính là các bước để mà thêm một cái tài khoản thanh toán quốc tế mà có cái quốc gia khác với lại những cái quốc gia đã bị từ chối tại đây. Các bạn có thể tham khảo ở đây. Sau khi mà các bạn đã liên kết cái tài khoản của mình với lại cái thẻ Visa của các bạn rồi đó, thì các bạn bấm qua mục project để mà lựa chọn cái project của mình có cái một cái thẻ thanh có một cái tài khoản thanh toán. Thực ra thì mục đích là để khi mà sau này phát sinh cái việc là phát sinh những cái khoản phí khi mà các bạn cái lượt request của các bạn vượt quá cái hạn mức tối đa của Google Maps cho phép á, thì nó sẽ bắt buộc sẽ tính phí vào trong cái thẻ của các bạn. Sau khi đã liên kết xong rồi, các bạn điều hướng về giúp mình lại cái mục là API và Service. Xong rồi các bạn chọn Library. Đây. Ở đây nó sẽ liệt kê ra một số cái API. Đây, các bạn bấm View All để xem những cái API chính. Toàn bộ cái API của Google Maps. Nhưng mà mình ở trong cái phạm vi của project này thì mình chỉ sử dụng hai API thôi. Một là của GeoCoding và hai là của Map JavaScript. Thì các bạn enable cái tính năng này lên giúp mình. Nó bắt mình phải lựa chọn một cái project, thì ở đây mình sẽ lựa chọn của demo. Đây, đây là cái trạng thái khi mà đây là cái trạng thái khi mà các bạn đã bật cái tính năng enable cho phép cái tính năng của API geocoding này lên nha. Còn nếu như mà chưa thì nó sẽ hiện cái nút là enable, các bạn cứ tích vào đấy giúp mình. Hình như mạng đang có vấn đề, các bạn đợi mình một tí nha. Bấm vào mục Library nè. Bấm
nhấn vào video nào. Thì khi nãy là mình đã bật cái trio coding này lên. Sau đấy tiếp theo mình sẽ bật của map JavaScript lên nha. Thì các bạn cứ nhấn vào enable lên giúp mình để nó chuyển sang cái trạng thái này. Rồi. Đấy là các bạn có thể bật hết tất cả các API này. Tuy nhiên là mình chỉ tập trung vào hai cái API chính. Sau đấy các bạn trở lại cái mục API và Service này. Các bạn điều hướng giúp mình đến cái mục là Credential để mà xác thực. Thì đây các bạn thấy là Google sinh ra cho mình một cái API này, API key này. Tuy nhiên á, các bạn thấy cái warning, cái cảnh báo này nè, nó có nghĩa là API của các bạn chưa thể sử dụng được và nó buộc các bạn sẽ phải thêm một số cái hạn chế. Bởi vì cái API key á, thực ra thì nó không an toàn, nó có thể sử dụng ở bất cứ đâu và bởi bất cứ ai, cho nên á, là các bạn cần phải ràng buộc một số cái restriction, những cái hạn, một số cái hạn chế. Thì các bạn bấm vào một action giúp mình, chọn edit. Đối với cái mục chỉnh sửa này á, thì có hai vấn đề là trước tiên á, là những cái hạn chế về cái ứng dụng để mà các bạn sử dụng cho cái API key này. Thứ hai á, đó chính là những cái hạn chế và API. Thì trước tiên nha, về cái mục mà hạn chế ứng dụng á, thì các bạn chọn giúp mình cái website. Ở mục website, ở đây nó có một cái mục là thêm những cái đường dẫn á. Các bạn có thể đọc một cái giải thích này nè để các bạn hiểu rõ hơn về cú pháp để mà điền vào trong cái mục website này. Thì đây các bạn có thấy nè, Google đang hướng dẫn nè, nó sẽ có cái cú pháp như sau: set than, set của admin, sao chấm admin chấm. Bây giờ mình sẽ thực hiện điền cái tên miền, thực hiện điền cái tên miền của cloud của ATS SCADA nha các bạn. Nó có tên là admin.asia và cú pháp như thế này, một đường dẫn. Đường dẫn thứ hai á, các bạn sử dụng các bạn điền giúp mình https 2 chấm admin.asia sao. Thì admin.asia đây chính là cái domain của trang web của các bạn. Và lưu ý ở một chỗ, đó chính là cái domain này á, đó chính là IP tỉnh nha các bạn, chứ chúng ta không thể sử dụng cái IP private được. Google chỉ chấp nhận cái domain tỉnh và những cái domain mà ví dụ chẳng hạn như của localhost á, thì nó sẽ không hỗ trợ nha. Đây thì đây là cái mục để mà cài đặt cái hạn chế của ứng dụng. Còn về cài đặt cái hạn chế của API thì mình sẽ không hạn chế, có nghĩa là cái API key này có thể truy vấn, có thể sử dụng được hết tất cả các Google Maps API. Rồi sau đó các bạn nhấn save. Đấy, các bạn thấy lúc này là dấu tích nó tích xanh nó đã hiện lên để biểu thị là cái key này của các bạn đã có thể sử dụng được. Các bạn có thể nhấn show key giúp mình. Thì đây, đây chính là cái key mà các bạn được Google Maps cấp để sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.